Kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Âm Thanh Số VN. Và như quý vị và các bạn chắc hẳn đã biết, thời đại công nghệ số ngày càng phát triển và luôn đi kèm theo những cái ứng dụng công nghệ, thiết bị công nghệ để áp dụng đáp ứng với cái nhu cầu thiết thực trong cuộc sống. Và ngay cả việc chơi audio cũng vậy, để sử dụng được smartphone, nghe nhạc mạng qua các ứng dụng như Tidal, Qboost hay Spotify dễ dàng hơn và tiện lợi hơn thì chúng ta thường hay sử dụng đến chức năng Bluetooth. Và video clip ngày hôm nay thì để có những cái trải nghiệm thú vị về âm thanh, những cái trải nghiệm tiện lợi hơn và mang lại những cái màu sắc âm thanh nó sống động hơn, nó trung thực hơn và chi tiết hơn, em sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một dòng sản phẩm của bản hãng Suka Audio. Em này thì có tên là Dark V1 Pro. Xin thông báo với mọi người rằng đây là phiên bản mới nhất của năm 2023 mà cửa hàng âm thanh số VN mới cập nhật vào ngày 25 tháng 7 năm 2023. Đã là phiên bản mới nhất rồi, với mức giá lại còn rất là hời. Với cái mức giá cũ ở trên thị trường thì Dark V1 Pro rơi vào đâu đó khoảng 1,6 triệu. Nhưng nay cửa hàng âm thanh số VN có bán và giao lưu với các bác cái mức giá là 1,450,000 đồng, tặng cho quý vị và các bạn dây quang ly tâm của Mỹ và cục nguồn 5V 2A. Ngoài ra còn miễn phí vận chuyển, quý vị và các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng hàng, đủ phụ kiện chúng ta thanh toán. Và sau đây quý vị và các bạn cùng em đi tìm hiểu và cũng như là trải nghiệm đến cái ngoại hình, cách thiết kế, nội thất và cái khả năng tái tạo âm thanh của Dark V1 Pro bản năm 2023 này như thế nào nhé. Và vẫn như quen thuộc của mọi video khác thì trước khi tìm hiểu đến phần ngoại hình, phần nội thất và test chất âm thực tế của sản phẩm thì quý vị và các bạn cùng em đi xem là cái phụ kiện đi kèm của nhà sản xuất như thế nào và cái khâu đóng gói ra sao nhé. Chúng ta khi mua sản phẩm Dark V1 Pro thì sẽ được một cái vỏ hộp mini nhỏ gọn như thế này. Nó có biểu tượng hai file audio. Nó thay vào đó là không phải Suka Audio giống như những sản phẩm truyền thống nữa mà là hai file audio. Ở đây có mã vạch và cũng như là logo và tên Suka V1 Pro. Và chúng ta tiến hành là mở vỏ hộp. Cũng vẫn là cái tem QC pad của Suka Audio và thẻ bảo kèm theo đó là thẻ bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng. Đó, và sản phẩm này thì giải mã, hỗ trợ giải mã cho chúng ta 24 bit 192 kWh, nó sử dụng nguồn điện 5V. Và lát nữa thì em sẽ đi giới thiệu ở phần chi tiết sau. Đó, chúng ta có một sợi dây quang, tuy nhiên thì dây quang này có thể thấy là hơi kém chất lượng. Một dây nguồn, dây nguồn ở đây là chân cổng USB và chân cổng Type C, dây anten Bluetooth phải có rồi, Bluetooth 5.0 và hỗ trợ LDAP thì chắc chắn là phải có dây anten Bluetooth để tăng phạm vi bắt lên rồi, đúng không ạ? Và sản phẩm của chúng ta là một thân máy Dark V1 Pro, nó được bọc vào trong một cái túi bóng rất là cẩn thận và rất là lịch sự trang trọng như thế này. Suka Audio, một cái logo rất là lớn. Dark V1 Pro, ở đây là phiên bản mới nhất năm 2023. Đây là phiên bản mới nhất năm 2023 nhé. Và ngoài ra thì khi mà quý vị và các bạn mua hàng bên cửa hàng âm thanh số VN thì em sẽ khuyến mại và tặng cho quý vị và các bạn một sợi dây quang ly tâm của Mỹ. Sợi dây này dài có thể là dài từ 1,5m đến 2m, 3m tùy theo quý vị và các bạn lựa chọn. Đó, thế là mình cần dài thì mình chọn dài. Đó, và dây quang theo máy, dây quang rẻ này thì bên em sẽ thu về. Đó, tặng cho quý vị và các bạn dây quang đi tông của Mỹ. Và kèm theo đó là tặng cho mọi người một cục nguồn. Đó, adapter, nguồn này là nguồn Oppo chính hãng 5V 2A để chúng ta kết nối trực tiếp vào nguồn điện 100 đến 220V để sử dụng đến con DAC V1 Pro. DAC Suka Dark V1 Pro đó, với một cái vẻ thiết kế rất là nhỏ gọn, nó không kém phần sang trọng cho chúng ta. Ở đây thì được thiết kế theo dạng là hình hộp vuông đó, với kích thước rất là nhỏ nằm vừa lòng bàn tay của em như thế này. Ở phần mặt trên thì chúng ta có thể thấy rất là nổi bật là cái logo của hãng Suka Audio. Hãng Suka Audio thì quý vị và các bạn đã biết rồi, trong cái phân khúc giá rẻ thì Dark Suka Audio đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm âm thanh rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì những cái hiệu năng sử dụng thì cũng không kém phần hiện đại đó, chẳng hạn như là cái mẫu rất là nổi tiếng như là Q5 Pro. Đó là một cái thương hiệu DAC rất là nổi tiếng mà quý chắc hẳn nhắc đến Suka Audio thì quý vị và các bạn đã biết. Và mới đây thì có cho chúng ta những cái sản phẩm Dark kèm với Music Server hỗ trợ đọc ổ cứng 2T, chẳng như là Dark HP02. Đó cũng là một cái mẫu DAC rất là hay đó. Và em chưa kịp làm video review giới thiệu, và lô hàng tới đây thì em sẽ làm video giới thiệu cái sản phẩm HP02 cho quý vị và các bạn có thể thấy nhá. Và lô hàng lần này thì em nhập cái mẫu DAC Dark V1 Pro đó, với số lượng rất là lớn cho nên là cái giá nó cũng rất là rẻ, rất là hợp lý. Với cái giá cũ thì là 1,590,000 đồng, coi như là 1,6 triệu đi. Nó miễn phí vận chuyển và tặng dây quang, tặng cục nguồn. Thì hiện nay thì cái giá của Dark V1 Pro em sẽ giảm cực kỳ là sâu, chỉ còn 1,450,000 đồng, miễn phí vận chuyển và vẫn tặng phụ kiện như cũ để cho quý vị và các bạn có thể trải nghiệm được. Với cái lô hàng nhập với số lượng lớn thì cái giá nó cũng sẽ tốt hơn. Đó. Và
Ở phần mặt dưới của sản phẩm này cũng trang bị cho chúng ta bốn cái chân chống rung cao su, nó để giúp cho Dark V1 Pro giảm cái độ rung chấn, giảm cái độ nhiễu và cũng như là hoạt động ở một cái mức ổn định nhất. Đó, ở phần mặt trước của sản phẩm thì chúng ta có thấy là một cái dòng chữ Dark V1 Pro này, rất là cách điệu đúng không ạ? Đó, đây là cái tên logo của sản phẩm Dark V1 Pro, rất là đẹp, rất là trang trọng và trang nhã. Và hệ thống đầu vào và cũng như cái cách sử dụng của sản phẩm này thì rất là đơn giản thôi. Đó, em nghĩ là ai cũng có thể sử dụng được. Ai cái này thì không cần phải đọc đến hướng dẫn sử dụng và cũng như là không cần phải gọi hỏi cửa hàng xem là sử dụng như thế nào. Chúng ta cắm nguồn và chúng ta cứ thế là chơi thôi. Ở đây thì có hai đèn báo và cũng như là hai cổng đầu vào cho chúng ta. Cổng quang optical. Đó, và phía bên dưới cũng có một đèn báo, lát nữa em sẽ bật và test cũng như là hướng dẫn qua, chỉ qua cho chúng ta có thể nắm được. Và Bluetooth. Bluetooth của sản phẩm Dark V1 Pro version 2 bản mới nhất năm 2023 được hỗ trợ công nghệ LDAC Bluetooth 5.0 và có thể giải mã được nhạc 24 bit, tần số lấy mẫu lên 192 kHz. Đó, có thể thấy là với cái công nghệ Bluetooth sử dụng con chip rất là cao cấp Qualcomm 5125, đó, một con chip rất là nổi tiếng mà hầu hết ở những mẫu DAC mới ra mắt hiện nay của năm 2023 thì đều được trang bị và sử dụng con chip này, chẳng hạn như những mẫu như là Topping DNMS này, đó, hay là SMSL D100, đó là một trong những cái mẫu rất là nổi tiếng và đình đám và thuộc dạng phân khúc tầm trung, nó chỉ dưới 5 triệu. Ở bên cạnh sườn của Dark V1 Pro cũng được trang bị cho chúng ta, nhà sản xuất cũng được dán và cung cấp cái mã QR, đó, chúng ta có thể quét hàng giả hàng nhái, mã vạch và cái tem của Suka Audio này. Đó. Quay trở lại với mặt sau của sản phẩm thì chúng ta có một cái chân cắm đầu vào, điện sử dụng điện 5V. Đó. Với cái hiệu năng sử dụng điện 5V này thì cho chúng ta rất là tiện. Có thể sử dụng ở trên những con loa kẹo kéo, đó, trên những con loa kẹo kéo mà Bluetooth nó kém, chất lượng nhạc nó kém hay là không có Bluetooth thì chúng ta cũng có thể trang bị Dark V1 Pro vào. Nó giúp cho cái tiếng nhạc rất là hay và phạm vi bắt Bluetooth cũng rất là xa, từ 15-17 mét vô tư. Và chúng ta có thể là sử dụng trên ô tô. Đó, sử dụng ở trên ô tô để cắm nguồn điện 5V thì em nghĩ là nguồn điện 5V thì hầu như ở đâu cũng có rồi. Đó, ở trên ô tô này hay là những quán cà phê này, nó rất là tiện, sử dụng nguồn điện 5V này thì cực kỳ là tiện, chúng ta có thể lai từ những cái thiết bị nọ sang. Và chúng ta có một cổng Bluetooth. Đó, cổng Bluetooth ở đây thì cũng được giống như những model khác, cũng được mạ vàng. Đó, cho cái chất lượng truyền tải và cái độ truyền tải tín hiệu nó được tốt nhất và xuất sắc nhất. Ở đây thì dây anten Bluetooth cũng làm được rất là cân xứng với thân máy, nó không quá dài. Và tuy nhiên thì quý vị và các bạn yên tâm thì cái phạm vi bắt cho chúng ta thì vẫn cứ từ 15-17 mét vô tư. Và có một cổng quang vào, đó, cổng optical in để cho chúng ta có thể là kết nối từ TV hoặc smart TV, nó hay là CD vẫn được. Và cổng quang ra, cổng quang ra này thì chúng ta có thể line và kết nối với một bộ dàn khác. Đó. Đầu ra ở đây thì có đầu ra là cổng quang và đầu ra RCA, đầu ra hoa sen truyền thống trắng và đỏ như thế này. Đó, trắng và đỏ này thì chúng ta có thể là kết nối với những cái thiết bị như âm ly hay là những cái âm ly truyền thống. Đó, cũng rất là hay. Và cổng quang này nó có một cái điều rất là tiện cho chúng ta khi mà chúng ta có rất là nhiều bác ở đây đang chơi và sử dụng đến cái mẫu loa sau 3. Đó, thì cổng quang này nó có xuất cổng quang ra có thể đáp ứng được cho chúng ta sử dụng đến mẫu loa sau 3. Và nội thất của sản phẩm Suka Dark V1 Pro nó như thế nào? Ở đây em đã tháo sẵn một cái hệ thống bên mạch của sản phẩm Dark V1 Pro ra, quay cho quý vị và các bạn có thể xem và chứng minh được những cái điều mà em vừa nói. Ở đây thì chúng ta có thể thấy này, mở ra cái là em để ý ngay đến 7 con tụ. Ở đây thì được trang bị 7 cái tụ nhôm, nó là cái tụ điện. Ở đây chính là con tụ 220 16V, đó là một cái được trang bị đến 7 con tụ. Và ở cái phiên bản cũ hơn thì chỉ được trang bị chúng ta 3 con tụ dọc này thôi. Nhưng phiên bản mới nhất năm 2023 đây được trang bị ông ta 4 con tụ, thêm 4 con tụ điện nữa, tổng cộng là 7 con tụ nhôm. Giúp cho cái nguồn điện của Dark V1 Pro này hoạt động một cách mượt mà và ổn định. Ngoài ra thì không những là dừng lại ở 7 con tụ nhôm mà được trang bị thêm 3 con tụ Vima của Đức, nó lọc sạch nguồn điện và ổn định hơn nữa. Đó. Cộng thêm đó là thêm 2 con tụ Elna của Nhật, nó để giúp chúng ta lọc nhiễu, nó lọc điện sạch rồi, ổn định nguồn điện rồi, lọc lại còn có cả lọc nhiễu nữa, thì vì vậy cho nên là cái chất lượng của Dark của cái sản phẩm Dark V1 Pro này đánh giá rất là cao. Đây là hệ thống mạch của cái chip Bluetooth này. Rồi, em sẽ cố gắng lấy nét cho quý vị và các bạn có thể nhìn thấy. Đó. Sử dụng con chip rất là cao cấp. Qualcomm QCC 5125. Đó, là một con chip rất là cao cấp và nổi tiếng. Em đã nói rồi, nó đều nằm ở trên những cái Dark giải mã phân khúc tầm trung như D100 hay D6 hay là Topping D50S. Đó. Và đây Dark V1 Pro 1.450.000 đã được trang bị Bluetooth 5.0, sử dụng con chip cao cấp bậc nhất hiện nay. Và cái chip giải mã của Dark V1 Pro đây, đó, sử dụng con chip giải mã
ES9018K2M. Nó là một con chip cũng rất là nổi tiếng và đình đám của mẫu nhà sản xuất ES của Mỹ. Đó, thì chúng ta có thể thấy là những cái con chip ES9018K2M này, và phải nói là đỉnh cao nhất thì em thấy là nằm ở trên những cái đầu giải mã Pioneer N50i. Nó một cái đầu giải mã mà mức đầu tư trên 10 triệu đồng, 15, 12 đến 13 triệu đồng được trang bị con chip ES 9018K2M này. Và tuy nhiên thì cái điều hiển nhiên là Dark V1 Pro với mức đầu tư có 1 triệu tư thôi đã được trang bị chúng ta cái con chip giải mã này rồi. Đó, vì vậy thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng và yên tâm đến cái khả năng tái tạo âm thanh của Dark Suka Audio Dark V1 Pro. Đó. Và sau đây thì em sẽ tiến hành test một bài nhạc. Em bắt Bluetooth ở trên Dark V1 Pro và test một bài nhạc để cho quý vị và bạn có thể thấy được cái chất lượng âm thanh. Nó bong bật hay nó sắc nét hay nó như thế nào đấy thì chúng ta tự chúng ta cảm nhận, và cho em xin bình luận ở phía dưới video clip này. Làn khói trắng du đời vào quên lãng, nâng sầu thành hơi ấm, hơ dịu tình đau. Ngày ta nếm ăn yêu người làn tóc trắng, tâm sự rồi đến đắng, cho lệ giờ biết nhau. Đêm vô về nuôi nắng, đêm trao ngọt ngào hương phấn, buông lơi dòng tóc mỡ trên vùng ngày tháng vật vờ. Thân em rồi hoang phế lê theo thời gian giông gió, tôi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi. Một đời đổ cho tình yêu, từng đêm dòng nước mắt sẽ cho nhau đời nhau. Dạ vâng, vừa rồi là em sẽ sử dụng bài nhạc bài không tên số 7 của ca sĩ Xuân Hảo test cho quý vị và các bạn trải nghiệm cái khả năng tái tạo âm thanh của Dark V1 Pro. Và mọi người có cái đánh giá ra sao về chất âm và cũng như là cái cách thiết kế và nội thất của dòng sản phẩm này thì cho em xin một bình luận ở phía dưới video. Và mọi người có cái nhu cầu cần tham khảo đến mẫu Dark V1 Pro này, muốn trải nghiệm chất âm thì cứ liên hệ đến số điện thoại hotline 0826 110099, em để ở phía dưới góc màn hình. Và video clip review cũng như là giới thiệu về mẫu DAC Dark V1 Pro của em đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video clip tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian ủng hộ và cũng như là theo dõi kênh YouTube Âm Thanh Số VN. Xin chào và hẹn gặp lại.